chứ chứ nhà con bên đó Dạ, à? vâng, ở điện con ở đây không gian. Ừ, chứ nhà con tên gì? Con là nhà Minh Huệ ạ. Minh Huệ. Vâng. Có đất không? Con chưa được đất đai gì cả. Tại sao? Bởi vì là được rồi đó, chắc chồng con bỏ đi theo gái đó, nhớ là anh ấy làm đơn ly dị nên là không không có con đất đai gì cả. Chứ làm Nên sao là không giữ nó ở nhà mà để cho nó đi theo gái? con cũng không biết được chồng con bị gì mà chồng con không Chắc đổ được nên nó bị gái nó bỏ bùa gì. là đi theo dù là đi con theo gái mình vẫn muốn muốn ở nhà nhà đấy. vợ con nhà con ở nhà thế dưới cứ quên ý. Có vợ đẹp vậy, con khôn vậy mà lại còn đi bỏ đi đi theo gái. Dạ vâng. Thế con gái nó bị cái gì? Nó thế Vợ đó. con thì cũng chả, Cứ để chả biết thế đó. là cho nên Không là sao. con cũng không Thế rồi nó đi rồi nó có về không? xong rồi anh đi gần 2 năm nay rồi chẳng anh không về cũng là Không con về nữa. dạ vâng Ừ. Mà mình cũng không có cách gì để mà giữ nó vợ ở con thì nhà. không có cách gì vậy, con giữ người anh ở nhà cái cho nên là Ừ. cũng nhiều người nói lắm cho nên là anh cũng không không liên quan gì đến cho nên là À, vậy là nó đi rồi nó có gửi tiền về để nuôi con không? không ạ. Không. Đi thẳng luôn không hề cứ chi cả. Đi không bao giờ ngoảnh mặt trở lại. Vâng. Thì có nhớ nó không? Con nhớ mà con mần chi được cha. Ừ. Trời mà sao mà con nhớ được. Ừ. Thôi nhớ mà thèm vô. Vâng. Ừ. Không đáng để cho mình nhớ nha. Vâng. Nó có tốt, nó có thương mình, nó lại không bỏ nó đi. Ừ. Đúng không? Quân thì ở nhà đấy chứ Ừ. vợ gì ốm đau bệnh tật Tí mà nhà được mấy 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 cháu? nhà quân được hai ạ Hai thì cháu kia là con đứa tên thứ gì? hai ạ Tiến Đạt. Thế thì đứa thứ nhất là con trai con gái? con gái Con ạ gái. Rồi hai cháu có được đi học không? Này quân đang cho quân qua đi học hành về cho biết Ừ. được cái mặt chữ thôi chứ cũng không được lớp cao nha ạ. Ừ. Vậy là bây giờ thì cũng không có được đất lên trên bờ. Không ạ, quên chưa được Ừ. cái gì cả. Thì người ta nói lý do làm sao? Là không có danh sách à? Là Không không có danh sách. danh sách là Nhưng vậy là cũng ở huyện huyện xã xã gì vẫn còn tên tuổi quân mà có à, ngồi trên trên chỗ ông cầm là đấy từng đó, ông từng thôn như với ông là trưởng tỉnh thôn nói là không có cũng danh sách chủ quân thôi. Ừ. Đó, khổ vậy đó. Vâng. Rồi rồi hôm nay thì ông bà tên là cái gì nhỉ? ông là sinh con 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 sinh ông ông là Nguyễn Văn Sinh à? Vâng. Ông sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quân là Con sinh năm sinh năm 73. 73. Ô, ông sinh năm 73. Hơn cha một tuổi. Mà già Chết. thế đấy cha. Cha sinh năm 74. Mà Mà cha dày già hơn ông. già Ông còn trẻ hơn cha đó. Ừ. Ông sinh 73 còn cha 74. Con bà là tên gì? Quân là Jin. Duyên. Quân chị Jin. Nguyễn Thị Duyên. Bà sinh năm mấy? 71. Ừ. Ông sinh bà Duyên được bao nhiêu người con? Được hai người con. Đây, các cháu có gia đình hết rồi. Vũ Đào nhà quân được có gia đình thì còn thằng thứ hai chưa? À, chưa. Chưa có gia đình. Vâng. Thì còn nhà ông bà thì lại có đất lên trên bờ. Thì được đất. Ừ. Vâng. Làm chưa xong vậy? Chưa xong. Thì mai kia sẽ xong. Còn nhà cái chị này thì lại chả có Quân tí thì đất chưa nào. có tí đất nào gì cả. Lần này mà không được thì Vâng. chả bao giờ được nữa. Đó, cái số Quân của đang con. nói đó thì cha xuống đây rồi quân cũng xin cha rồi cha xin cho quân lấy tí đất ra lên cho nhà quân lên bờ chứ đỡ khổ quá đi. Thì hôm nay cha đến đây thì cha lại đi gặp mẹ con của con. Nhưng Vâng. mà cái việc mà cấp đất lên trên bờ đó là bên xã hội. Vâng, nhất trí Bên là quân bên bên nhà thì nước đó. vâng. Bên nhà nước thì người ta điều tra rồi người ta cấp đất. Chứ cha lại không có cái thẩm quyền để mà cấp đất. Nhà quân cũng Nếu xin mà nhà nước cấp đất thì cha có thể giúp bằng cách là cha kêu gọi các ân nhân để giúp để xây nhà thôi. Chứ còn mà việc mà cấp đất thì cha lại chịu. Cha không có cái quyền đó là quyền của nhà nước. Mà nhà nước thì người ta đi xác minh người ta đấy thì người ta mới cấp đất được nhá. Thì cha con mình nghĩ cha thông cảm cho cha.
nhá. Thì ví dụ nhà ông Sinh bà Duyên đây này thì được nhà nước cấp đất này, thì cha cũng đang kêu gọi để rồi giúp đỡ để xây nhà cho ông bà nhá. Chứ ông bà thì muốn ở dưới thuyền hay là lên trên bờ? Không phải lên bờ nha. Có thì cái cảnh cái thuyền đỡ thôi. Dưới thuyền có khổ không? Khổ lắm chả, bão tố khổ, lụt lội khổ lắm. À. Mà ở dưới thuyền mà lại cũng đi theo gái nha. Tưởng là dưới thuyền đó là lúc nào vợ chồng cũng kè kè bên nhau, mà lại để cho chồng lại lại đi theo gái được. Vợ chồng cũng đang sống tốt đẹp với nhau đấy chứ. Mình cũng đâu có phải là xấu gái đâu, mình cũng so với thiên hạ khối anh còn thua mình, đúng không? Vậy mà lại còn đi, đúng là hay là có chửi bới nó cái gì không? À, hay là nó có bảo đi mua rượu cho nó không mua rồi là về bực mình đi theo gái không? Anh nhà quân gì anh mới lại cũng không uống rượu. À, không uống rượu không cái gì? Vui chơi gì uống thôi chứ còn. Tiếc nha, đúng là có cái gia đình như vậy mà không biết giữ rồi đi. Cuộc sống ở trên bờ, ở trên trên thuyền thì có vất vả cái gì không? Vậy à. Cơn rơm cơn rúa thì bão tố thì nó cơn kinh lắm. Cái thiệt bằng đấy đây thì cơn rơm cơn rúa nó giống như cái nhà thì vô nhà đóng cửa lại thì nó đỡ khổ đi. Rồi hôm nay thì ta đến thăm gia đình nhá. Đây. Đây là có một cái phùng mì gói ông bà nhá. Đây thì có một cái miến, có một canh, có nước mắm, có thứ cho gia đình nhá. Thì cuộc sống trên thuyền cũng vất vả lắm, nên là ta cũng có một chút tiền của các ân nhân để ta tác sinh hoạt giúp đỡ cho gia đình nhá. Thì ta cũng đến đây cái thì ta định quay sang đây mới thấy nhà con thôi, chứ ta lại không biết là nhà con, cho nên là ta lại không có đưa cái cầu xuống đây. Thôi thì gặp gia đình con đây thì một tí chút nhá, quà của các ân nhân của ca tác Thanh Hóa nhá, giúp đỡ cho gia đình của con. Thì xin Chúa làm cho chồng con thay lòng đổi dạ đi, đúng không? Đúng không? Nó về còn có vợ có con ở đây, chứ bây giờ vợ là em gái anh. Ồ, vậy à. Các con mà lên bờ rồi để mẹ con nó khiển các con mình chứ, là, chứ làm sao mà không anh mà lại không giữ được em nó ở nhà mà để cho em nó đi. Vợ con cha giữ cái gì anh trai thì trai anh là vợ ra anh nhé, mà cũng không ông bà cũng thẳng thế là bố nhà đĩa ra anh ấy. Vậy à. Không phải là bố mẹ nó mà nuôi cũng trả được thì mình ra ngoài còn ai nuôi được. Đúng rồi, nó phải bùa thì mãi đó. Quần đi xin khấn rồi đọc kinh cầu nguyện muốn trở về. Cha thì cha cũng nói đùa vậy thôi chứ cha cũng không có, cha cũng không có tin vào bùa vào ngãi gì, nhưng mà con người đó rồi khi cái lòng người nó đổi thay. Chờ còn một thằng cái thằng nữa học hành thì chả nghĩ đến con đến cái gì thì cả có vợ có con nó mà đi bỏ đi đi theo một cách. Thôi con cố gắng nhá. Cố gắng để rồi con có lòng xin quà của tâm. Thì cuộc sống lanh đanh trên sông nước cũng nhiều khó khăn cơ cực, xin Chúa ban muốn ơn lành cho các gia đình luôn được bình an, được khỏe mạnh nhá. Rồi cầu nguyện để làm sao có cái phép lạ nào đó để cho con có đất lên trên bờ. Đúng là chỉ có phép lạ thôi chứ còn cha chịu, cha không có thể làm gì để mà giúp. Chứ giá mà còn có đất thì cha còn kêu gọi để mà xây nhà chứ còn. Bên các quần của hai thằng cậu, cháu có đất, ba thằng cậu cháu có đất, có đài thì cháu được. Nó xong đi làm thuê với cha, nhận cái tiền của chú bãi thì đi làm thuê, quần cái học hành, cháu có nơi ăn nơi ở.
Châu đi khám lại chứ. Đi khám xong đi xuống xuống lên anh ơi. Thì nếu là cứ cho đi nhá. Ừ. Chúc cho gia đình được bình an nhá. Kính thưa quý vị, đây là căn nhà của ông Nguyễn Văn Sinh. Ông Nguyễn Văn Sinh sống ở trên thuyền, sống ở làng chài lại trên thuyền. Lâu nay thì cái thuyền của ông đậu ở dưới chân cầu Thiệu Hóa, dưới chân cầu Vạn Hà đó, cầu Thiệu Hóa. Bao nhiêu năm cứ ở dưới gầm cầu vậy thôi, gầm cầu mà trên mặt nước, ở dưới cầu Thiệu Hóa đó. Và đến ngày hôm nay thì gia đình ông được đổi đời, được lên bờ, không còn phải lênh đênh ở dưới gầm cầu nữa, trên sông nữa, mà đã được lên trên bờ mà có căn nhà rất là khang trang đẹp đẽ. Nắng mưa không còn phải lo lắng cái gì nữa. Bây giờ thì trời đang rất là mưa, nhưng mà ông cũng không còn phải bận tâm, phải lo lắng điều gì nữa. Đấy, đây là mặt tiền của căn nhà rất đẹp. Cái bậc thềm lên là tam cấp đây, đẹp lắm. Đấy, nhà rất đẹp theo kiểu mái Thái. Đây là phòng khách, phòng khách của căn nhà rất rộng. Phòng khách rộng lắm. Đấy là phòng khách. Ở trong đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất. Bên này là phòng ngủ thứ hai. Đấy, phòng ngủ cũng được trần hẳn hoi. Nhà cũng được trần rồi. Phòng ngủ thứ hai. Và đây là khu vực nhà bếp. Bên đây là nhà, bên đây là nhà tắm. Rất đẹp. Nhà tắm ở phía bên này là nhà vệ sinh, toilet. Đây là cái nơi rửa bát rửa chén. Đây là cái nơi rửa xong nồi rửa rau các thứ, rửa đi ra phía ngoài đằng sau. Đây là cái khu vực nhà ăn cũng đã được trần hẳn hoi. Nhà để trần từ trên nhà khách đến nhà ngủ đến phòng bếp đều trần hết. Đó. Đây là hành lang lên trên bờ, lên trên phòng khách thì cũng được trần. Nhà hết sức là khang trang. Long đong lẫn đất ở trên sông, lên đây ở trên sông, trên con thuyền mấy mét vuông. Bây giờ lên trên bờ được ngủ trong những cái phòng ngủ rất là kín đáo, được trần trước hẳn hoi, rất là rộng, thì đúng là không còn gì bằng. Đấy là phòng ngủ đó.
Đấy. Và cái căn nhà này được tài trợ bởi quý ân nhân của hội bác ái Ai Lazaro. Hội bác ái Ai Lazaro trong suốt những năm qua đã đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trong rất là nhiều những cái hoạt động bác ái từ thiện, trong đó có việc xây nhà tình thương cho những người nghèo. Và hôm nay thì hội bác ái Ai Lazaro là hỗ trợ để xây căn nhà này cho gia đình của ông Nguyễn Văn Sinh. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho quý hội cũng như cho quý ân nhân và đặc biệt cho thầy Sáu Tử và cô Phượng. Giờ đây xin mọi người hiệp ý để cử hành nghi thức làm phép nhà để xin Chúa đến thánh hóa căn nhà này cho gia đình của ông Nguyễn Văn Sinh. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà. Và ơn cùng cha. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chốt sẵn trong lời nguyện lên Chúa Giêsu, đấng đã sinh ra bởi Đức Thánh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin người doái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi trang chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus đến gần làng các ông định tới. Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng, đẻ ra và trao cho hai ông, mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tôi. Chúng ta cứ cùng nhau lên đây để hiệp ý cùng với gia đình tạ ơn Thiên Chúa về tình thương sự quan phòng. Thiên Chúa đã cho chúng ta có được ngôi nhà mới này nhờ sự phó nhập của chúng ta, cũng như nhờ sự giúp đỡ của biết bao ân nhân xa gần để chúng ta có ngôi nhà mới này. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương thánh hóa chúc phúc lành cho ngôi nhà mới của chúng ta, khi Ngài hiện diện nơi đây với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong đời sống. Và chúng ta cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả các ân nhân, những người đã hảo tâm quảng đại để giúp đỡ cho chúng ta có được ngôi nhà mới như ngày hôm nay. Chúng ta hiệp ý dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho cha giám đốc Ký Sơ cũng như tất cả mọi người. Giờ đây chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ ơn Thiên Chúa là Chúa trời đất, đấng đã trở nên pháp phàm ở giữa nhân loại, và trong tâm tình tạ ơn chúng ta đồng thanh tôn vinh. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã khánh hóa gia đình Nazareth kiểu với mẹ Maria và thánh Giôse. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương lừ đến trong nhà này như là thương khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa Kitô, tất cả được xây dựng thành đền thánh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống theo lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai đang không có nơi nương tựa, tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình, để họ cũng có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng nước cha chỉ đến đi cha hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay được ăn ngày và tha nợ chúng
chưa can ô dùng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang nài xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này, để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà này, họ vui mừng với Chúa là ban đồng hành, và khi trở về nhà này, họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Chúa đã chọn sẵn cho họ. Chúa là đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bao nhiêu cái cơ cực của cái dòng sông, nhất là những lúc mà nắng mưa, những cái lúc mà lũ lụt nó đổ về, thì đó là những lúc mà cơ cực nhất. Rồi cuộc sống ở trên sông thì ngoài những cái việc mà cơm áo gạo tiền nó khó khăn, tôm cá cạn kiệt ra, thì những người sống ở trên sông còn phải đương đầu với những cái thử thách, đó là khi bệnh tật. Thì bệnh tật thì bởi vì đói nghèo cho nên là bệnh tật cũng không có điều kiện để mà đi khám bác sĩ thường xuyên, cho nên là lúc bệnh tật về không có tiền đi chữa bệnh thì là rất là khổ. Và gia đình của ông Sinh thì cũng vậy, ông Sinh người mới tôi với ông Sinh là cùng tuổi với nhau, nhưng mà lúc mà tôi phát hiện ra ông Sinh người không phải cùng tuổi, ông Sinh lớn hơn một tuổi thôi, nhưng mà nhìn giống như là hai bố con đúng không? Tiếng vậy thôi, nhưng mà tôi cũng già thôi chứ không phải là còn trẻ đâu, nhưng mà nhìn thấy ông Sinh như vậy đó thì chúng ta thấy được rằng là ông bị bệnh và ông bị tai biến rồi. Vâng, ông bị tai biến cho nên là bây giờ ông đi cũng không có đi lại bình thường được, rồi là ông cũng không có nói được vì thế cho nên là cái hoàn cảnh rất là cơ cực. Khi mà tôi đi viếng thăm cái thuyền của ông ở trên sông rồi tạ ơn Chúa thì ngày hôm nay gia đình của ông Sinh đã được nhà nước cấp đất, rồi bên khai thác sinh hóa, bên giáo xứ Phật giáo, rồi là các tổ chức cũng như là gia đình góp góp lại với nhau để xây dựng nên cái căn nhà bình thường này cho gia đình của ông Sinh. Từ nay trở đi họ không có còn phải sống ở trong một cái con thuyền rất là nhỏ dưới chân cầu Văn Hà, cầu Thiệu Hóa trên sông nữa, mà có một cái nơi trốn để đi về, đó là có một cái căn nhà hết sức và khang trang, đẹp đẽ và kiên cố. Thì đây là hồng ân mà Chúa ban cho gia đình. Và giờ đây thì xin mời bà Sinh có đôi lời. Thì đây là cái căn nhà được tài trợ bởi quý nhân của hội bác ái Ai Lazaro nhé.
thì qua thầy Sáu Tử và cô Phước đó, cũng như các ân nhân là tài trợ giúp đỡ cho con có được cái căn nhà này, để cho nên là đầu hôm sáng mai luôn luôn nhớ đến Chúa, tạ ơn Chúa và nhớ đến các ân nhân là hội bác ái Ai La Gia Rô để cầu nguyện cho họ nhé. Rồi thì luôn luôn nhớ là ơn mà Chúa ban cho mình để sống làm sao cho xứng đáng với ơn Chúa nhé. Bây giờ đây xin mời cha phó có đôi lời phát biểu. Kính thưa cha giám đốc Quý Sơ cùng toàn thể quý ân nhân của Caritas Thanh Hóa, con xin thành lời cho cha chính sứ cùng toàn thể công đoàn giáo xứ Đại Giáo. Xin hết lòng cảm ơn cha giám đốc của quý sơ và bác gái Caritas Thanh Hóa, cũng như tất cả quý ân nhân của hội của bác gái Caritas Thanh Hóa đã giúp đỡ cho giáo xứ chúng con, các riêng là gia đình ông bà sinh viên có được ngôi nhà mới như hôm nay. Chúng con không biết nói gì hơn, xin Chúa thượng thả công ban muôn ơn lành xuống trên cha giám đốc quý sơ cùng toàn thể quý ân nhân xa gần, và xin thương tiếp tục giúp đỡ cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Cảm ơn cha, vì đây là hội bác ái Ai La Gia Rô, hội đã luôn luôn đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa từ bấy lâu nay, từ năm 2017 cho đến nay, biết bao nhiêu những cái sinh hoạt, các cái hoạt động bác ái từ thiện đó, cho nên là Caritas Thanh Hóa hết lòng cảm ơn hội. Chúng tôi xin mời sơ hưởng có đôi lời cùng với thầy Sáu Tử, công phượng cũng như là các ân nhân của hội. Trước tiên con xin kính chào tất cả quý anh em trong hội Ai La Gia Rô, cái đặc biệt là cô Phượng và chú Tử mà con đã được đi tham dự lễ mừng kỷ niệm năm của quý cô và chú. Thì con không biết nói gì hơn, tấm lòng hảo tâm của cô chú qua trung gian cô chú cùng những quý anh em khác trong hội Ai La Gia Rô, thì người nghèo Thanh Hóa chúng con đã nhận được rất là nhiều phần quà, tiền gạo cũng như cách đặc biệt hôm nay thì gia đình của ông Nguyễn Văn Sinh được nhận một ngôi nhà mới nhờ bàn tay trợ giúp của quý hội. Thì qua đây con cũng xin kính chúc quý hội luôn mạnh khỏe, và tiếp theo nữa thì Caritas Thanh Hóa chúng con có rất là nhiều hộ dưới thuyền trài chuẩn bị được lên bờ, đã được xã hội cấp đất nhưng mà chưa có điều kiện để xây nhà tiếp, thì mong rằng qua trung gian giữa cô Phượng và chú thầy Sáu Tử thì có nhiều gia đình khác ở dưới sông cũng được có cơ hội lên bờ giống như gia đình ông Nguyễn Văn Sinh hôm nay, nhờ bàn tay hảo tâm của các vị ân nhân trong hội bác ái Ai La Gia Rô. Xin Chúa luôn luôn ban phước lành cũng như chúc bình an, nhất là sức khỏe cho quý hội, để quý hội có cơ hội tiếp tục giúp đỡ những người nghèo của Caritas Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn sâu, và chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúc mừng. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!